Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một chiếc lá từ ống nhựa. Mình chuẩn bị đoạn ống nhựa 110. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi đoạn ống nhựa này ra. Giờ mình sẽ hơ nóng ống nhựa và ép cho nó phẳng. Tiếp theo mình sẽ cắt chúng làm đôi. Mình sẽ chuẩn bị 3 tấm như này. Rồi do mình bị mất đoạn video nên mình không thể hướng dẫn cho các bạn làm cách ép và bôi keo lên để dính 3 miếng lại với nhau. Mình đã cắt vẽ ra một chiếc phôi để tạo hình cho miếng nhựa. Các bạn cứ làm theo hình của mình. Tiếp theo mình sẽ cắt xung quanh chiếc viền giấy mình đã cắt. Do thời lượng quá dài nên mình sẽ tua nhanh và cắt gọn video lại. Các bạn thông cảm mình nhé. Thank you.
cho nó. Mình sử dụng găng tay rửa bát và một chiếc miếng quai cặp. Thank you.
Rồi, mình đã hoàn thành xong chiếc lá. Giờ mình sẽ đi test cho các bạn xem nhé.